Cùng với sự phát triển của cộng đồng dân cư tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các kênh mua sắm hiện đại tại đây cũng không ngừng được mở ra để đáp ứng nhu cầu cư dân. Bên cạnh các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, tại đây cũng xuất hiện một số siêu thị đặc thù phục vụ nhu cầu của cộng đồng cư dân quốc tế đa dạng tại Phú Mỹ Hưng. An Nam Gourmet là một ví dụ. Là Việt Kiều có hơn 30 năm sinh sống tại Mỹ, bà Veronica Lựu quyết định chuyển về Việt Nam định cư khi chồng lập công ty riêng tại đây và quen dần với cuộc sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Trước đây rất khó để bà Lựu có thể tìm mua những thực phẩm vốn đã quen sử dụng ở Mỹ tại Việt Nam. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi ghé đến siêu thị này hàng ngày vì tại đây tôi có thể mua được các loại thực phẩm mà chúng tôi vẫn thường sử dụng như các loại thịt nguội, bơ, phô mai, các loại mì ống, nước sốt, dầu ô liu. Rất nhiều loại được bày bán ở đây, tôi đặc biệt thích phô mai và ở đây tôi có thể tìm thấy đủ loại phô mai từ Mỹ. Mặt tại Phú Mỹ Hưng hơn 10 năm, từ một cửa hàng nhỏ chuyên bán thực phẩm ngoại nhập, đến nay An Nam Gourmet đã phát triển thành một siêu thị lớn với 2 tầng, mang đậm phong cách châu Âu giữa lòng đô thị Phú Mỹ Hưng. Ở Phú Mỹ Hưng thì đây là một trong những cái khu dân cư mà sầm uất nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thì với lại là cái cư dân rất là đa dạng và cái nhu cầu về ẩm thực, nhu cầu về thực phẩm chất lượng cao. Chính vì vậy thì An Nam Gourmet đã mở ra một cái siêu thị như hiện tại để mà đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của cư dân ở đây. Đến An Nam Gourmet, khách hàng có thể tìm thấy thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày, từ thịt cá, rau củ quả đến thực phẩm khô, thực phẩm chế biến, sữa, v.v. Nhưng điểm đáng chú ý là có đến 80% các sản phẩm này được nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ và một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Thì hầu hết là những sản phẩm ở đây được chọn lọc rất là kỹ và nó giống như là một cái đặc sản trên thế giới mình nhập về để đáp ứng tất cả các nhu cầu của những người mà nước ngoài họ sinh sống ở Việt Nam mà không thể tìm kiếm những cái nguyên liệu đó ở bên ngoài, mà chỉ có thể đến Việt Nam để mà có được những cái sản phẩm đó. Có thể kể đến những sản phẩm đặc trưng tại đây như các loại thịt bò khác nhau được nhập từ Mỹ, các loại thịt nguội, thịt xông khói, phô mai được chế biến theo nhiều cách khác nhau của các nước, các loại gia vị trộn salad, nước sốt từ châu Âu, Mỹ. Để cung ứng cho người tiêu dùng các mặt hàng chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, siêu thị cho biết trực tiếp nhập hàng cũng như kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm của các nhà cung ứng trong nước. Đặc biệt, hơn 50% sản phẩm siêu thị là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Không chỉ mang đến những sản phẩm ngoại nhập đa dạng, An Nam Gourmet còn tạo cho khách hàng cảm giác như đang mua sắm tại các siêu thị ở châu Âu, thông qua không gian bài trí, cách trưng bày và niêm yết giá hàng hóa tại đây. Ngoài ra, để tạo góc thư giãn cho khách hàng, siêu thị cũng thiết kế quầy ẩm thực ngay trong siêu thị, chuyên phục vụ thực khách các món Âu theo menu, tiệc buffet. Các món ăn tại đây được chế biến từ chính nguyên liệu và gia vị ngoại nhập của siêu thị. Tôi ghé siêu thị này 3-4 lần mỗi tuần, khi thì để mua sắm các đồ dùng, thực phẩm, có khi đến để ăn sáng hay ăn trưa tại đây. Tôi yêu thích các mặt hàng có nguồn gốc tự nhiên tại đây, các món ăn nhanh, các loại thịt, phô mai và snack ở đây cũng rất đa dạng. Thật tốt khi ở Phú Mỹ Hưng có những siêu thị như thế này cho các cư dân là người nước ngoài như chúng tôi. Có thể nói, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cửa hàng tiện lợi, siêu thị tiện ích với hàng hóa đa dạng, chất lượng đã mang đến cho cư dân trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng và người dân ở các khu vực thêm những tiện ích, những sự lựa chọn tốt, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Phú Mỹ Hưng thật sự là một đô thị đáng sống. Phú Mỹ Hưng bây giờ so với thời điểm tôi có mặt cách đây 5 năm đã thay đổi rất nhiều. Có nhiều tòa nhà hơn nhưng cũng có nhiều mảng xanh hơn, đường phố sạch đẹp hơn, có nhiều nhà hàng, siêu thị, thực phẩm như thế này, có thể đáp ứng nhu cầu của tôi mà không cần phải ra khỏi khu đô thị này.